Đó quay nè. Đó, cả nhà thấy không? Là tí không? Đó, đúng rồi. Bên này mình đứng nghiêng nghiêng người lại nữa nha để thấy người ta. Hai, hai, hai. Được chưa? Rồi, ok, quá đẹp. Rồi tới lên cả nhà ơi. Còn xuôi đứng đứng ngậm xuôi lên tí che chú gã hết đỡ người à. Đi lên. Đó, chuẩn bị đi đi qua nhà gái nè. Đó, đội hình quá đẹp. Cả nhà ơi, hình đó nha. Mặt sáng sáng không? Rồi chú rải phụ cứ ở đây. Thấy gì chưa quý? Không có được giỡn lên nữa nha. Tới được kia không giỡn nha. Người ra đây tí đúng rồi. Ok. Rồi chú rải chết lên đây. Bỏ chưa chụp ba mẹ riêng mà, chụp ba mẹ riêng tắm không? Không không chút đi. Tí. Được rồi, chứng tỉnh rồi. Rồi. Đứng bên đi. Đứng bên hả? Đây. Ra ra ra. Em cứ chụp bình thường nha anh quay YouTube mà. Đứng bên đây. Đó. Đó đẹp trai ghê không? Đúng rồi, bạn nhìn ok đúng rồi. Đứng là chú đó bạn. Đứng lên lấy tay vô đi chú. Rồi, đây nhìn máy chụp nào. Máy. Quá chuyên nghiệp luôn. Đứng đứng ở cạnh đây và đây là này là từng rễ phụ nè. Này rễ phụ là bà con mình đúng không Tú? Gia đình mình không à. Không sao đâu, cho nhận nhận quả cho đẹp đẹp đi rồi lấy mình ra mình sắp tao. Ok. Nào con cái nào quả này ra. Giờ là mình chiếu. Con thấy trong đó là cậu Tư bự nhất à, cậu Vũ bự nhất à. Thì tái vào con. Ok. Cái tay trống à. Chú cái chào tự nhiên đi đừng có nhìn con tấm nào cũng cần nhìn của nhà. Đúng rồi. Là nhìn ngay con mình chứ rồi. Ok. Anh tưởng còn ông kia đi ra đi nha, ông kia ra nha. Quá nhẹ nhất cười cười khoái khoái cười. Khói cười, khói cười. Ít chưa, ít chưa, ít chưa, ít chưa, ít chưa. Phát sinh kìa. Chút nữa bao quý mang con. Màu white thôi. Hả? Con chầu đứng kế ở giữa kế chú kể con luôn. Cái mâm này là chiếc giữa nè. Chiếc giữa đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Ok. Với chầu với sao với lại hai chầu rồi. Con mâm À, chuẩn bị đi qua nhà gái nè cả nhà. Cái này là vàng mâm chét. Đúng rồi, ok. Đó. Cả nhà. Đi đón dâu, đi đón dâu. À, đi đón dâu. Nãy giờ tìm cái câu đó mà không nhớ ra luôn á. À, đây. Đây. Vàng chai tân. Cái này không phải chai tân nè, đây dạ. Đừng dán vào bập tay. Ở đây đó.
đây. Cho ăn quả ở đây. Tụi con lên xe luôn phải không? Rồi, lên. Tao cầu trước. Với cậu ở bên xe này. Đồng quân con đi với ông ngoại đi con, đi với ông ngoại. Chú vừa chào nhà con ở đây. Mẹ bên nhà hết, chỉ có thầy quản với. Đẹp quá nè, cái xe đẹp quá trời. Mẹ ơi. Chị trước mà được ha, hai người không? Cái gì mà bự lắm. Đó, vợ mình ra cái nha. Chú Thắm coi em nè mà em. Rồi con ngồi đâu? Cười cái lấy tinh thần mình trước khi mình đi qua nhà gái nè. À là bên đâu? À, cô dâu, à, chú rể nè. Anh luôn lại đi cho anh với anh cho xe qua để giúp cho anh đi trước. Không có. À, có để ra qua. Xe qua đi trước ông ơi. Xe qua đi trước đi rồi. Dễ thương quá đi. Beautiful. Dễ thương quá, đi sẽ đón nhau xe điện dễ thương quá. Đó. Em sợ cái điện thoại quá à. Trời, điện thoại này rẻ tiền mà. Thôi đúng. Chậm đúng. Đó cả nhà. Thôi, điện thoại em đi. Cho bây giờ nó chim chút xíu coi. Bây giờ hả? Hay ha. Ở đây đón giao bằng xe điện nè. Chứ sao? Có không? Này anh chụp cho chụp la fan luôn. Đó, hai đi đường hai bên đường ai cũng nhìn hết nè. Ai cũng nhìn thấy lạ lạ quá. Trời sốc quá mà. Đó, ai cũng nhìn đó. Đó. Nhà trai đã tới nè. Ở bưng quả nè. Tú cứ đứng đó luôn hả Tú? À, Nhà trai nè. Bây giờ là xếp hàng bắt đầu mình vô nhà gái nè. Xe qua chiến quá trời. Nó chụp bên gái trước. Từ. Rồi nha, chụp nha. 1 2 3 1. Đó rồi. Xe hoa đẹp quá trời. Em mâm quả cũng đẹp nè, mấy cái mâm quả đẹp quá trời. Đây mâm quả. Đây mâm quả. Wow. Hơi nặng ha. Cái này nặng nhất nè, đúng không? Trái cây là nặng nhất nè. Đúng. Chưa quay này nữa, cái này nó cao nhất. Nó cao nó bị rồi đứng nha. Ở dưới. Con anh kênh về đấy, em về đăng ký cho. Ừ, tên Đăng Quân Family. Ok, đăng ký nha. Nhớ đăng ký nha. Anh chụp bên đây, ba đứng vô đây ba. Ở đó, nó nhăn quá. Ông ngoại đâu ông ngoại? Ông ngoại đứng dạ. Này, hình cái, ông ngoại rồi, gửi lên nha. Một, chụp chung ra. 1, 2, 3. Rồi, ba đứng vô. Tôi đứng bên. Rồi,
một hai đi qua lấy cái xe tại gắn cái ống này sao quá đó, đúng rồi. Rồi một hai ba đó nguyên vàng à bưng đó nhà gái bên đây nè nhà gái bên đây vô gái chào quả ở đây vũ quay phim chụp hình luôn rồi quay làm 30 giây là xong mà tới tận chụp cảnh được phun á lôi lại nhưng mà lôi nhẹ thôi lôi nhẹ thôi ông vô nhà luôn đi ông chưa hả tí là này ta quả bước vô đi cho ta đi theo ta vô chú gãy ơi cầm hai giơ tay là đi thẳng tới vậy mà đó rồi tới lên này đi thẳng thẳng thôi tới lên rồi đứng ngay giữa đây giùm anh lôi nhẹ thôi đang trao quả của nhà gái. Rồi quay nhìn đi ghẻ ơi, tôi lên đặt cái nhà mình đây. Vô trong hai mình bánh cơm đấy. Nói là lên clip luôn nha em. Quá đã rồi, quá khứ rồi. Quên nhiều ta chụp chứ. Rồi, bây giờ bắt đầu vô nhà gái nè. Có đánh má hồng đó, thằng này đánh má hồng nè. Ăn gì chưa mà xỉn rồi. Đăng Quân. Ê. Mời đi. Nãy chưa nói đâu mà.
Đó. Anh Sáu, Sáu luôn cái quả ngoài bì ra phía anh Sáu là vừa đó. Đúng rồi. Hết luôn chứ. Có cầu cho cái cầu cao cho dưới đi. Bên đằng tay chúng tôi là hôm nay là qua quả thì đó là nhờ bên đằng gái là cảm nhận cho lễ cho tiên giờ anh chụp ha. Rồi bước lên chấp nhận làm ly rượu. Đó, bây giờ bắt để yên ổn. Đó, trình mình cho luôn á. Như là quả trồng cao. Đó. Sáu quả có lộ thêm rồi còn trình gì nữa. Đấy là cậu cái tên này cậu trình đàng hoàng. Nói luôn rồi, nói chuyện, nói cho luôn. Đó, cậu lên nè. Thì sáu quả gồm có là quả thứ nhất là quả là trà rượu, quả nào cái lựa khác lựa cao thì tí nấu thì xuống không ta chưa nghĩ là cái thứ hai nữa là quả bả, thứ ba nữa là cây đào đao bánh với lại cái quả là quần áo để cho cô dâu này là du quê. Rồi cái quả bánh khu thê nữa, sáu quả. Thì mặc. Giờ cô dâu còn cửa trời sát, hết cô dâu. Cô dâu không có dĩ hay nha. Chờ học xuống đây một lát nữa. Thích gian xong rồi cô dâu đi đây. Đó, cô dâu ra nè. Đó, vào tìm mẹ đi. Đó, đang dẫn cô dâu ra nha. Chú gãy đứng giữa đi, chú gãy đứng giữa, đứng giữa. Rồi mẹ bước tới giao đi, chú gãy đi mẹ. Em kìa. Chú gãy có hoa, mấy nhật được cô dâu chú gãy. Đó, cô dâu đẹp không quá nha. Chào hoa cho cô dâu đi. Okay. Beautiful luôn nha. Ồn đi. Ngon lành vậy ta. Thơm luôn. Đỉnh đậm. Ừ. Đẹp quá. Dạ con mà hai bác gái mình ngồi xíu nè. Chậm lại xíu. Đó, đều nè. Cười lên. Nhìn chú rể cười lên nào. Kề cà sau ông dạy lên em ơi. Rùng quá. Đúng rồi. Tôi nói này dâu ơi, đeo vàng nhiều quá buồn heo gì dâu. Sợ nặng. Từ thôi gì đâu. Chưa được hôn cô dâu cho nên còn run. Lấy thằng giấy đi cầm chậm á các bạn. Dính lên son. Đưa chạy là đưa cho Út lao cái răng dính cái son là đâu có đẹp. Anh từ chụp anh. Dễ cái giấy lau cái răng đeo cho em dâu trước rồi cô dâu đeo lại cho em. Cô dâu ơi, cái tay này đặt đúng rồi. Đúng rồi. Cái tự nhiên cho lại cho giữa đặt lại tí dâu gần lại chú rể tí. Gần lại xé rồi gần xíu nữa. Nhìn chú rể kìa cô dâu, nhìn chú rể kìa. Chú rể kìa. Hai đứa nhìn nhau đi, đừng có nhìn mấy chụp hình này. Cầm cái tay lại vô cho cái nhẫn rồi dính cặn lên, hiểu ơi, cặn lên tấm màu rồi, hiểu ơi. Rồi, hung lên rồi, ok, giữ heo anh ơi. Lại chút xíu đây, hung lên. Rồi, con này. Là dâu rể. Thằng này sao chú rể không rung ta? Chú rể nó chở cho nhỏ xíu anh. Đúng rồi. Mẹ nhà trai, mượn mẹ nhà trai đứng lên chụp chung tấm cho bốn người, đủ bốn người luôn ạ.
Rồi có dặn dò gì dặn dò luôn mẹ ơi. Thôi còn chút nữa dặn dò. Dạ rồi mẹ ơi, quay rồi, dạ rồi trao cho chú rể hay cô dâu gì đi rồi xong rồi đứng chụp tấm hình ngay ngắn luôn rồi. Lên bàn thờ gia đình để chụp, để thắp nhang cho ông bà. Dạ đang thắp nhang. Đây thắp nhang. Thì má được 4 lắm. Má được 4 cây. Rồi. 4 này. Đúng rồi. Thì má 8 thì cắm sao. 4. 4. Chú. Má 8 là 4. 3 cây. 4. Con không chạy. Gái nó ổn. Mẹ nên đi tuổi rồi. 11 tuổi rồi. Thì thôi bây giờ đó là Diễm. Hai nước nhà hôm nay cũng rất là thành rồi. Mình đâu cũng có mình mà. Chưa hai đứa hôm nay là chính xác là thành vợ thành chồng rồi. Thì bây giờ đó là hai đứa phải báo hiếu cho cha mẹ hai bên. Là rót rượu là mời cha bên đây ấy, rồi bên đây Tú là giới thiệu là bên đây gồm có ai ai, con giới thiệu cho Tú là bên đây gồm có ai ai. Nhóm họ gì đó. Đó xong rồi bây giờ gia đình mình về khách sạn tối nay ra nhà hàng nha. Ok, ba cái nhà.